cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh nhà đầu tư nội trợ, lại là mình đây. video này thì mình muốn giới thiệu với mọi người về một cái sự kiện uh, nhân dịp world cup, ngày hội bóng đá toàn thế giới đúng không ạ? thì uh, sàn okex uh, mình mình không muốn so sánh nhưng mà sau khi mình khảo sát một số các sự kiện world cup ở các sàn khác nhau thì mình thấy rằng là OKX đang là một cái sàn mà họ tạo ra một cái sự kiện có lợi cho người dùng nhất và, và mình cũng cảm thấy rằng là nó vui vẻ nhất và nó có cái tính uh, ở web 3 nó có cái tính um, crypto một chút nhất Tại sao thì tí nữa mình sẽ nói phần sau Nhưng mà mình uh, muốn đưa cho đến mọi người Một cái sự kiện mà theo mình rằng là uh, Nếu như các bạn tham gia thì khả năng rất 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 là ít Bạn sẽ bị lỗ Bởi vì cơ chế của cái trò chơi này Nó cho phép chúng ta thì nói chung là Chỉ có từ thắng ít cho đến thắng nhiều thôi Vậy thì uh, một số những cái thông tin đó là gì uh, Đầu tiên thì các bạn cần phải quan tâm đến ngay là các bạn còn khoảng 17 ngày nữa Là sẽ không tham gia được sự kiện này nữa Chính thức là đến ngày 3 tháng 12 đấy 7 giờ tối Thì sẽ kết thúc không được đúc uh, NFT Các đội bóng để được tham gia sự kiện Tuy nhiên lời khuyên tốt nhất của mình Đó là hãy đúc ngay trước 23 giờ ngày 20 tháng 11 đi uh, Tức là chúng ta còn chỉ còn tầm uh, 4 ngày nữa thôi Để mọi người có thể nhận được Cả phần thưởng vào NFT Khi mà cái sự kiện Vòng đấu bảng nó diễn ra À, tính nữa thì mình sẽ nói với thể lệ chi tiết hơn nhưng mà mình muốn nói mọi người là nếu đã xem video này thì hãy tham gia trước ngày 20 tháng 11 giúp cho mình và để tham gia thì mọi người cần làm những việc như sau à, đây tính nữa thì mọi người sẽ xem cái trang này mình sẽ gửi link nhé trong trang này thì uh, sàn họ đã có một cái hướng dẫn cụ thể rồi là video hướng dẫn đàng hoàng để các bạn có thể tham gia được uh, tạo tài khoản như thế nào nhập nhập những cái gì uh, rồi thì là đấy video để mà hướng dẫn tạo OKEx Web 3 có cả blog hướng dẫn tất cả mọi cái thì họ và sàn họ đã làm rất cẩn thận cho các bạn rồi cái trang này mọi người cũng sẽ dùng để đăng ký cái sự kiện mà sàn cung cấp riêng cho cộng đồng của chúng ta mình sẽ nói cái đấy ở phần sau thế nhưng mà để mà tham gia thì nôm na đó là các bạn nên việc đầu tiên là tạo một cái ví À, quên nhầm tạo một tài khoản OKX. Bạn nào mà chưa có tài khoản sàn OKX thì kéo xuống phần mô tả video ở phần comment cũng có, mình sẽ gửi cái đường link à, nhà đầu tư nội trợ.com/gạch OKX đấy. Đăng ký theo đường link đó thì các bạn ngoài việc là sẽ được nhận cái tham gia event này có lợi, thì còn được giảm thêm 10% phí giao dịch, giảm thêm 10% phí giao dịch so với thông thường. Các bạn đăng ký thông thường thì không có những quyền lợi đấy. Và sẽ có những quyền lợi về sau khi mà à, mình hoạt động à, dài thêm vì vậy thì hãy đầu tiên là mở đăng ký một cái tài khoản khi đã có tài khoản rồi thì tiếp tục mà bấm sang phần ví và mình khuyên mọi người là nên sử dụng trên điện thoại nó tiện hơn trên điện thoại nó cũng sẽ có cái phần sàn giao dịch và phần ví và tạo một cái ví web 3 trong đó thì nó có hướng dẫn cách để các bạn lưu ký tự đặc biệt nhớ là bạn những anh em nào mà đã thạo sử dụng ví metamask c98 nọ kia thì đã biết rồi thế còn bạn nào mà mới tinh chưa dùng bao giờ thì phải nhớ cẩn thận cái vụ quản lý key quản lý những cái ký tự đặc biệt ở trong cái hướng dẫn này thì họ cũng có nói đấy nhưng mà mình nhắc là phải lưu trữ không đến lúc đấy là mất kỳ một phát là uh, chẳng may app nó có vấn đề là tèo teo sàn nó không xử lý cho đâu nhá đó là câu chuyện là phải đăng ký nick này tham gia này sau đó tạo một cái ví này rồi tiếp theo mọi người cần phải tham gia thì đó là gì đó là mọi người phải chuyển chuyển được tiền chuyển được tiền bao gồm 30 đô 30 đô USDT nhá mọi người nhớ là USDT không phải USDC không phải BUSD và mọi người phải chuyển đến mạng ERC20 tức là mạng ETH đấy phí chuyển đâu đó nó vào khoảng mình nhớ không nhầm là nó vào khoảng hơn một đô gì đó một cho đến 2 đô gì đó ok phí nó sẽ trừ à, bạn có thể chuyển từ OKX chuyển sang bạn có thể chuyển từ một sàn nào đó chuyển sang cũng được miễn là chuyển đúng đến cái địa chỉ ví mà bạn vừa tạo ở trên app OKX phí nó khoảng như vậy và nhớ chuyển làm sao thì sau khi trừ phí tính toán hay nào đó thì phải vào được đủ 30 đô nhá chứ vào mà chỉ 28 đô là teo teo tèo đấy nhớ là 30 đô và mạng ERC20 thứ hai đó là gì các bạn chuyển một lượng ETH chuyển một lượng ETH để làm phí gas phí này để các bạn đúc ra NFT đấy, đúc thì miễn phí nhưng mà phí để cho mạng ETH nó thực hiện cái smart contract đúc tạo ra NFT thì mạng lưới nó cần ETH làm phí gas. À, mình nghĩ là các bạn nên chuyển đâu đó khoảng 0.015 mà. Từ cho mình cho mình tính toán lại một chút. Đây 0.014 thì các bạn sẽ thực hiện cái này nó sẽ thay đổi. Có lúc nó về 0.01 đây này, có lúc nó về 0.01 tức là phí để các bạn thực hiện nó khoảng tầm 13 đô. À, chiều nay thì mình thấy có bạn chỉ thực hiện hết mất 11 đô thôi. Nhưng mình khuyên các bạn nên chuyển cho mình là 0. 0.02 mọi người nhé để uh, thứ nhất là mọi người đúc xong thì sau khi mà mọi người đúc thì mọi người cuối chương trình ấy mọi người còn phải uh, nhận cái phần thưởng về sách cái phần tiền phần thưởng uh, USDT về thì nó cũng sẽ mất một ít phí nữa chứ không phải không cho nên là phải thừa hơn còn nếu không lúc ấy lại phải chuyển ETH sang thì lại mất một lần phí chuyển nữa nếu bạn dư giả nếu bạn dư giả thì mình nghĩ là bạn cứ nên chuyển là 0.03 cho mình còn 0 nó cũng chỉ phải chưa đến 50 đô thì phải thì nó sẽ yên tâm hoàn toàn là bạn có như nào như nào thì vẫn đủ phí gas. Rồi bạn còn rút cái tiền từ ví này về ví sàn chẳng hạn thì nó cũng cần phí. Cho nên là những có nhiều bạn thì mình thấy là cứ chuyển soạn là 0.011 12 gì đấy. Đến lúc cần lại phải chuyển thêm lại mất thêm một lần phí nữa thì nó cũng hơi dở. Đấy, chuyển thì nó mất đâu đó thì hiện tại là từ 0.5 đô đến 2 đô. Các bạn nên sử dụng cái trang này và theo dõi. À, 20 giveaway là khá là rẻ rồi đấy có lúc nói chung là khá là rẻ rồi nếu trong trường hợp các bạn thấy cái phí khi các bạn tạo NFT nó rất là cao nó khoảng 30 đô 40 đô 50 đô thì đừng đừng đúc NFT lúc đó chờ một chút một vài tiếng sau mình nghĩ rằng là cái mức phí đâu đó nó khoảng từ mình thấy là 13 đô hiện tại mình đang làm là vào buổi đêm nữa nhưng mà cũng buổi đêm bây giờ là buổi chiều của các nước Mỹ nên là mình nghĩ là cái này nó thất thường lắm thì mình thấy phí nó đâu đó khoảng tầm 13 15 đô là làm được rồi Hôm mấy lần mình đúc, tôi chết nhận là mấy ví không biết sàn có quét được mình không. Nhưng mình cũng làm một số ví thì mình toàn phải đúc là tầm 18-20 đến đô thôi. Nên là các bạn chờ, mình nghĩ là khoảng 15 đô thì sẽ rất thường xuyên là đúc được. Nhưng mà đúc được hắn tăn mấy đô quá. Rồi, thế thì câu chuyện đó là mọi người phải chuyển vào đây là 0.03 hoặc tối thiểu thì là 0.015, ít nhất là để đủ đúng không? 0.03 chuyển vào xong rồi chẳng may bị giải trượt, giải rút thì cũng hơi dở. Thế thì chuyển 0.015 trước cũng được nếu mà củ chắc. Chuyển 0.03 hoặc 0.015 ETH. Lưu ý giúp mình cũng mạng RC20 nhé. Hai cái này đều phải RC20. Sau khi trên ví của các bạn đã có 30 đô và có RC20 rồi. Thì các bạn sử dụng app OKEx. Các bạn chọn đúc NFT miễn phí. Trên app nó hiện ra ngay rồi. Và việc đầu tiên đó là nó sẽ yêu cầu bạn stake 30 đô. Lưu ý 30 đô này không mất đi mà đến cuối sự kiện. Thắng hay thua nó vẫn trả lại cho các bạn thắng hay thua họ vẫn trả nhé chứ không phải là mất đi nhưng họ cần cái này để họ đảm bảo cái chuyện là các bạn không gian lận không cheat đấy nhiều ông là dùng bot mà lại không mất gì thì họ cheat cho một đống NFT thì có mà chết 30 đô này không mất đi sau đó thì sẽ đến cái bước là các bạn sẽ sử dụng phí ETH để đúc ra NFT của đội bóng mà bạn yêu thích việc bạn chọn đội bóng nào thì tí nữa mình sẽ nói ở phần sau một vài gợi ý của mình thôi còn bạn cứ chọn đội bóng yêu thích cũng được À, một vài lưu ý như sau đó là việc các bạn có thể sử dụng à, ví bình thường ví cũ của các bạn kết nối thẳng vào web cũng được à, đúc miễn phí ở đây cũng được à, kết nối như thế này vào ok không sao nhưng nếu như bạn sử dụng app okx và đăng ký dưới đường link của cộng đồng ấy, thì khi bạn dùng app đó nếu như bạn sử dụng à, không không sử dụng vì cá nhân vì, vì riêng của các bạn thì mỗi một lần đúc nft các bạn chỉ đúc được một đội thôi mỗi một lần đúc nft này Đấy, mặc dù nó vẫn là miễn phí, nhưng mà đúc mỗi một lần một lần và phí gas mỗi lần là 0 015 Thế nhưng nếu bạn dùng app thì các bạn có thể đúc một phát là 3 NFT một. Đây là một cái đặc biệt hơn và để làm cách để mà các bạn tạo OKX và tạo ví và sử dụng app của họ đấy, thì họ ưu ái hơn như thế. Cho nên là rất nên đúc 3 phát một lần để tiết kiệm phí gas nhất. À, đó là cái lưu ý quan trọng. Không nhiều bạn thì lại bảo ô tôi có ví rồi là việc gì tôi phải tạo cái nữa quản lý cho nó mệt rồi thì là các thứ thì lúc ấy là, thiệt là các bạn phải chịu nhá rồi bây giờ đến câu chuyện cơ chế tại sao mình nói là cơ chế này nó rất là lợi đầu tiên đó là hiện tại tổng giải thưởng nó đã vào khoảng tầm 1,4 triệu đô và họ đang tính là trung bình ước tính một NFT thì sẽ nhận được 38 đô tuy nhiên cái này không đúng đâu nhiều người nghĩ là ô 38 đô chắc ăn là trúng nhưng không phải bởi vì cái thể lệ của trò chơi này nó có một số điểm đặc biệt như sau đầu tiên trong quá trình mà thi đấu vòng bảng, đúng không ạ? Bóng đá nó sẽ có vòng bảng bắt đầu này từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 3 tháng 12 là các đội sẽ chia thành các bảng khác nhau, chia thành các bảng khác nhau. Đấy, A, B, C, D, E, F, G, H. Và trong cái quá trình đá vòng bảng này thì nó có nhiều trận và cứ mỗi một trận thắng ấy thì nó sẽ có 20.000 đô nó đưa vào cái pool thưởng của cái NFT cái đội đó. Ví dụ ta thắng thì mỗi trận có 20.000 đô chia vào cái pool thưởng cho những cái ông cầm NFT ta. Đấy, đến cuối thì nó mới chia. Đó vòng nhiều người thì cứ nghĩ là à thế cuối cùng là kiểu gì cũng thắng nhưng mà nó lại không đơn giản thế. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải chọn được những ông mà qua được vòng bảng. Qua vòng bảng xong thì nó đến cái vòng uh, gọi là vòng gì? Uh, vòng tứ kết à? À vòng 116, qua vòng bảng xong thì nó đến cái vòng 116 mọi người ạ. Vòng 116 Vòng vòng 116 chắc là vòng đây này, vòng uh, uh, những vòng này này, Đấy. Thì nhiệm vụ của mọi người là cũng phải chọn được cái đội vượt qua được cái vòng 116 này. Tại sao lại phải cần chọn được vòng 116? Tại vì là những cái vòng này, vòng 116 này đá xong. Đá xong thì phần thưởng của cái đội bị thua sẽ chạy hết sang phần thưởng của cái đội thắng. Đấy, tức là ông nào thắng thì ông lấy hết cái phần của người thua. Để vì thế thì nếu như ông nào mà không chọn được cái đội chạy qua vòng này, chạy qua vòng 1-16 này mà bị thua mất thì cái NFT của cái đội đó lúc ấy nó chẳng còn giả gì mà chia cả, hay coi như là thua hết phim. Thế còn nếu mà chọn được sau khi nếu bạn đã chọn được một đội mà qua được vòng bảng, qua được vòng 116 đến vòng tứ kết thì các bạn được quyền làm như sau đó là à, các bạn được quyền dừng cuộc chơi tại đây, tức là chia tiền sớm thì các bạn đốt NFT đi. Lúc đó mỗi NFT nó đã có một cái phần thưởng tương ứng, phần thưởng đó là tổng cái pool tổng cái pool thưởng chia cho số NFT đó. Ở đến đây thì mọi người cũng thấy đúng không ạ? Tức là nếu như chọn một cái đội rất mạnh mà qua được vòng này, nhưng mà đội đó nó có đến 5.000 ông đang cầm mà tổng thưởng thì thường thường là đi qua vòng này và vòng này là nó bằng nhau. Ví dụ nó là 100.000 ông, 100.000 đô thì chẳng hạn, ví dụ cho có thể nhiều hơn nhé. Nhưng mà 100 mà chia cho 5.000 thì là cũng được 20 đô à, đúng không? 20 đô. Thế nhưng nếu như bạn chọn một đội không mạnh lắm, nó chỉ có 500 ông đúc thôi, chẳng may đội đội ngựa ô đội hạt giống thì đó lại loại nó thắng được thì tổng thưởng sau hai vòng này nó cũng là 100.000 nhưng mà phần thưởng của các bạn trong này nó x 10 x 10 hơn so với việc bạn chọn một đội mạnh mà vào được vòng này đúng không đấy là câu chuyện là cân nhắc cái việc chơi có một cái điểm đặc biệt nữa đó là các bạn có thể bán cái FT lên trên chợ giao dịch đấy, cái việc bán này thì thì mình chả biết nó xảy ra lúc đó nhu cầu cung cầu nào đâu mình không đoán được nhưng mà bạn nào mà muốn chơi chơi các thứ thì tự cân nhắc nhưng mà nó có thể bán được nôm na rằng là nếu cái đội ngựa ô của các bạn vào đến cái vòng này nó sắp sửa đá với độ tương đối mạnh nhưng các bạn không muốn chia hoặc các bạn thấy chia xong tiền nó cũng chẳng được bao nhiêu các bạn chọn một việc là các bạn bán và có người người ta muốn liều bây giờ người ta muốn thêm cái đội yếu đấy thêm đội ngựa ô đấy họ họ nghĩ rằng là trận sau đá với một đội không mạnh lắm và nó lại thắng tiếp thì cái tổng thưởng nó nó lại lấy của cái thằng kia u nhiều lên bao nhiêu đúng không thì họ muốn mua thì lúc đó là hai người là mua bán cho nhau cái việc này thì các bạn cân nhắc và lựa một đằng là các bạn đốt ra và các bạn lấy thưởng chắc cũ một lần là các bạn bán cho cái người muốn cần cái nào giá cao hơn thì các bạn làm một vài lưu ý tiếp tục nữa đó là cái cơ chế là đấy thằng thắng thì lấy hết thằng thắng thì lấy của thằng thua vì thế đến cái vòng này thằng A và thằng B thì nếu thằng B mà thua vượt qua hai vòng này rồi không đốt không bán muốn chơi tiếp vào đến vòng uh, vòng này và 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 và, và, và bị um, bị thua đúng không thì thằng cái thằng cái thằng bị thua là không được gì Thế còn thắng thì lấy hết phần thưởng tiếp tục cái quỹ thưởng của thằng này nó cứ lấy kiểu thế mà nó phồng lên phồng lên rất là to thì có một điểm đặc biệt là với cơ chế như thế thì thì sao thì đến trận tranh cúp vô địch là thằng nhất với thằng nhì đấy thằng nhất với thằng nhì là thằng số 1 thằng số 2 thằng số 2 này là NFT là không được cái quái gì cả Tuy nhiên sàn nó có cơ chế là trận tranh giải ba là thằng thằng ba đá với thằng 4 thì thằng nào thắng thì cái NFT đó nó được một cái giải thưởng là 100.000 đô một 100 000 đô nhá, tức là thằng nào đứng giải ba, bạn chọn được một thằng mà vào được giải ba thì bạn vẫn có một ít tiền. Và bạn chọn thằng nào bạn giải nhất thì phần thưởng nó là to nhất. Đấy, luật chơi thì nó cũng đơn giản thế thôi. Các bạn đọc thêm ở đây nhá, đọc thêm một phần thể lệ, họ viết tiếng Việt đàng hoàng ấy cho mọi người đọc. Mình giải thích như thế một cách ngắn gọn thôi chứ còn à, mình nghĩ rằng là nếu mà nếu có sai gì thì, thì anh em phải thông cảm nhé Đây là những gì mình đọc qua qua thì mình thấy được. Và lưu ý một nữa đó là 19 giờ ngày 3 tháng 12 là không đúc được nữa. Tuy nhiên nếu như các bạn đúc muộn hơn giai đoạn này thì những phần thưởng vòng đấu bảng khả năng cao là bạn nhận cầm NFT muộn mà thì hình như là nó không cộng vào cho bạn đâu. Cái đấy nếu mà bạn muốn chắc chắn thì bạn hỏi support nhé. Nhưng mà mình nghĩ là không tự dưng mà bạn thằng vào sau lại vượt qua vòng đấu bảng lại lại đúc ra được một cái thằng đã vượt qua bao nhiêu trận biết đá mạnh đá yếu lại ngang quyền lợi vòng đúc sớm cả thế hơi vô lý. Đấy, và cái câu chuyện rằng là uh, tổng thưởng chia trung bình ra có 38 đô thì người bảo ủi bị môi không thèm đúng không nhưng mà không phải phần thưởng nó không rất, rất lớn đấy về ví dụ như là nếu như tổng giải hiện tại là một triệu tư đô mà thằng Brazil này vô địch Brazil này bây giờ mới có 7.300 300 người nắm giữ thôi 1 triệu tư 250 chia cho 7.792 Đấy là mỗi một ông là cũng được cầm 195 đô đấy Nếu là gì vô địch mà bạn chọn đúng là được 195 đô Nhưng chưa đủ nhé Nó còn lấy tiền của 20.000 đô mỗi trận vòng bảng này Mà là của tất cả các thằng dồn vào này Nó lại lấy tiền ở trong những trận chung kết Trận vô địch này nó cộng thêm giải lớn hơn này Thì cái con số này nó còn cao hơn nhiều Cho nên là bây giờ cách chơi là gì Theo mình đó là hãy cố gắng chọn một hai đội mạnh nhất có khả năng vô địch Hoặc vào đến giải ba để ít nhất để trong trường hợp mà À, đến uh, qua cái vòng 116 thích uh, dừng chẳng hạn thì cũng vẫn còn có tí thưởng uh, và cố gắng đấy nếu mà chọn thằng vô địch thì cũng nhiều tiền rồi chọn thằng thứ ba cũng được một ít đấy còn chọn một thằng hạt giống à quên chọn một thằng ngựa ô không biết đâu thằng ấy nó qua được cái vòng 116 sáu tự dưng pun thưởng rất nhiều nhưng người nắm giữ rất ít đúng không ví dụ như chọn thằng tây ban nha chẳng hạn đấy thì cùng một cái quỹ thưởng phát đây này là có thể uh, là có thể bạn sẽ nhận được một phần thưởng to hơn đúng không đấy tức là cái câu chuyện là bạn chia cái và 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 cân đối thế nào chơi chiến thuật như nào là của mỗi một người và nên nhớ là bạn có thể mua thêm nft trên chợ mặc dù đã không đúc được ra nữa nếu bạn thấy rằng là cái việc mua này có lợi đó thì thì hiện tại đây ví dụ thằng thằng pháp không có người bán thì phải cái giá sàn này chắc là cái giá mà token đã, nft đang được bán trên sàn đa số đều trên 10 đô cả trong khi là bạn đúc một cái này ra trên app thì bạn mất 15 đô chia cho ba thì các bạn chỉ mất có 5 đô một nft thôi thì mua bán 10 đô là mình nghĩ là là chắc là không có nhiều người mua thế nhưng tại sao họ vẫn bán luôn từ bây giờ tại vì như thế này có một số người thì họ 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 sợ cái việc là vi phạm ở trong cái luật này thì mình có thấy ghi nhá mình có thấy ghi là hình như là các bạn tạo nhiều nick ấy các bạn gọi là cheat ấy thì các bạn sẽ có thể là bị tính là gian lận tính là gian lận là các bạn sẽ có thể là bị từ chối phần thưởng mình thì mình đoán là ok họ làm sự kiện này ra để marketing thôi họ cũng không quá chặt đâu đấy là mình đoán thôi nhá còn sàn nó đã đưa ra để thông bố như này cho nên đây là việc mà bạn sử dụng nhiều nick khác nhau hoặc một nick các bạn sử dụng nhiều ví khác nhau thì cái đó thì có thể là vi phạm sàn bạn muốn chắc chắn là vi phạm quy chế hay không thì bạn chat với cả support chat với support để các bạn hỏi về cái đó nhưng mà mình nghĩ là họ cấm đấy Thế thì uh, chính vì thế thì có nhiều người họ sợ cái việc đó Và họ lại rất là muốn Không chỉ muốn sở hữu 3 NFT Họ muốn 30 cái Và cái độ họ yêu thích cơ chẳng hạn Thì họ phải đi mua thôi 10 đô Nên là mình thấy là cái tính Gọi là cái tính, tính 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 Canh bạc ở trong cái sự kiện này Nó có Và nó có một cái chỗ để các bạn sử dụng cái Bộ não, cái tính toán của cá nhân của mình Để làm sao mà hay nhất Đúng không? cho đôi khi thể thao thì cũng phải có một tí uh, Gọi là 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 như thế nào gọi là là máu me một tí thì xem là mới vui thì thay vì các bạn vi phạm pháp luật các bạn ở đâu đó thì các bạn có thể sử dụng những cái vừa thời thượng sau này ví dụ đang chơi bảo tao đang có nft đội này đội kia thì chúng ta những làm những việc đấy cho những người người ta chưa chơi coi chưa crypto bao giờ thì có thể là chúng ta có thêm user và chúng ta cũng nên như thế mà mình cảm thấy tự dưng mọi thứ nó cũng nó nó không cần một thằng trung gian và mọi thứ nó đã có smart contract để nó quyết định và nó làm một cách rất là fair play và công bằng đấy là một cái điểm mạnh của câu chuyện rằng là NFT để làm gì hoặc là crypto để làm gì đúng không? và nó sẽ còn mở ra nhiều cái nữa. Thế nên mọi người tham gia cái sự kiện này mọi người sẽ thấy rằng là a à, crypto nó cũng có một cái gì đó nhất là trong cái thời điểm mà thị trường thì đang mất niềm tin như này thì các bạn cũng nên tham gia để vừa vui vẻ vừa đổi không khí và cũng có niềm tin hơn. rồi bây giờ quay sang cái phần khuyến mại của sàn dành cho cộng đồng thứ nhất rằng là để các bạn tham gia tí nữa mọi người sẽ bấm vào phần đường đấy mình sẽ ghi một comment lên nó sẽ có cái đường link để mọi người vào cái trang điền thế này việc đầu tiên là các bạn phải copy UID họ có hướng dẫn rồi quan trọng nhất là cái phần số 2 này, này. tên đối tác OKX giới thiệu này thì các bạn ghi vào đây là nhà đầu tư nội trợ nhé nhà đầu tư nội trợ viết tiếng Việt cũng được đấy. cái việc này nó sẽ lọc ra nói chung là nên viết tiếng Việt đầy đủ có dấu cách ra bình thường nhà đầu tư thì viết tắt N chữ D viết có đấy nên như thế để cho nó đồng bộ thì tại sao các bạn nên điền cái này mà các bạn không nên điền một cộng đồng khác tại vì như mình được biết thì cộng đồng lớn thì cái số um, nft mà họ dành cho cộng đồng thì cũng nhiều hơn tuy nhiên thì cũng không quá nhiều hơn về tỷ lệ so với cộng đồng của mình đâu mặc dù cộng đồng của mình thì bé bằng cái mắt mũi Thế nhưng mà uh, như mình được biết cái này mình không tiện nói ra để so sánh nhưng mà ví dụ như có cộng đồng lớn nhất việt nam thì cái số nft của họ thì cũng không hơn những cộng đồng nhỏ uh, quá nhiều lần nhưng chắc chắn là cái số người điền vào đây cái tên của họ tại vì họ marketing thì nhiều người biết mà cộng đồng của có, có hàng trăm nghìn người đăng ký mà thế thì những người đó thì nó sẽ phải tranh nhau đúng không mặc dù phần thưởng thì nhiều về số lượng nhưng mà lại phải tranh nhau về 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 vì cũng nhiều người tham gia nhưng cộng đồng của mình thì rất là ít tổng số những cái bạn mà đăng ký nick qua đường rep của mình về okex thì cũng chỉ có mấy chục người à và dụng người thì tỷ lệ các bạn chọn để mà các bạn thắng cái này rất là cao. Vì thế thì nên tiền là nhà đầu tư nội trợ vào đây và nếu may mắn thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái ET trước khi mà giải bắt đầu. Đấy chọn đội và tham gia. Vậy thì nếu như có bất kỳ một cái vấn đề gì à, muốn hỏi về OKX thì các bạn nên hỏi ở trên uh, phần support đây nếu như cái gì các bạn làm thấy khó khăn quá về câu chuyện phí gas, phí khủng lần đầu tiên sử dụng ví thì có thể hỏi ở trên telegram của mình thì nhiều anh em sẽ trả lời cho bạn hoặc nếu mà mình nhìn thấy thì mình trả lời hỗ trợ các bạn nhưng mà cố gắng đó là hãy nên biết cái đó bởi vì chơi crypto nhất là trong giai đoạn vừa rồi để tiền sàn thì mất nhiều thì cũng nên dần biết cái việc là tự quản lý và có một cái ví riêng nó sẽ nâng cao cái quá trình chơi và nhiều cơ hội cho các bạn hơn đó là tất cả các thông tin mình muốn chia sẻ với mọi người về cái sự kiện bóng đá này hy vọng là anh em sẽ cảm thấy đó là một cái gì đó đổi gió và có ích nếu thấy hay cho một xin một like một xem một subscribe cảm ơn mọi người một lần nữa hẹn gặp lại